Kính thưa quý khán thính giả, hôm qua chúng tôi có trình chiếu một cái video dựa theo bài phân tích của tiến sĩ Phan Văn Hoàng về cái quyển Khi đồng minh tháo chạy và Khi đồng minh nhảy vào của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Thì trong đó có một cái đoạn về chuyện ông Diệm được Bảo Đại mời 3 lần, mặc dù cái chuyện đó có hay không thì giáo sư Nguyễn Mạnh Quang sẽ phân tích cho quý vị biết. Thì cái đoạn đó tiến sĩ Phan Văn Hoàng viết như sau: ở trang 218, ông này là ông tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng đó, viết trong quá vãng ông Bảo Đại đã mời ông Diệm làm thủ tướng tới 3 lần, cả 3 lần ông Diệm đều từ chối, cho rằng ông không thể làm được việc gì khi người Pháp còn dính líu vào chính trị Việt Nam. Cho tới năm 1954, sau khi Quốc hội Pháp đã thông qua Hiệp ước Độc lập ngày 4 tháng 6 thì ông Diệm mới chấp nhận. Thì cái chuyện mà 3 lần Tiến Hưng chỉ nói thôi chứ không có chứng minh đó là lần nào cả. Thì còn cái chuyện mà Hiệp ước Độc lập có thật hay không và có giá trị gì hay không thì tiến sĩ Phan Văn Hoàng đã chứng minh trong cái video mà chúng tôi đã trình bày ngày hôm qua rồi. Thì bây giờ xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang trình bày về chuyện ông Bảo Đại có mời ông Diệm làm thủ tướng tới 3 lần hay không. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay hân hạnh tôi lại được tái ngộ gặp lại quý khán thính giả. Hôm nay chúng tôi xin nói về cái đề tài mà ông Nguyễn Tiến Hưng nói rằng ông Diệm đã 3 lần từ chối lời mời của ông Bảo Đại ra làm thủ tướng, mãi đến lần thứ tư ông thấy rằng nước nhà đã được độc lập rồi mới ra làm. Ông Nguyễn Tiến Hưng chỉ nói chồng thế vậy chứ không có hề đưa ra một cái bản văn nào để chứng minh cái lời của ông ấy nói. Thì chúng tôi cho rằng đây là một thiếu sót, thì chúng tôi xin bổ túc hay là nói cho nó rõ hơn là nói đúng với sự thật của lịch sử. Về vấn đề ông Diệm á, thì ai cũng biết rằng ông Diệm là người của Vatican và người Pháp cũng có những cái người khác làm việc cho người Pháp hay là cho người Nhật mà không phải là Vatican. Thì trong cái thời gian mà Vatican vận động Pháp đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa để cùng thống trị và cùng cướp đoạt tài nguyên để nô lệ hóa nhân dân ta, thì cho đến năm 1885 đó thì cái liên minh này đã hoàn thành được cái nhiệm vụ đánh chiếm được Việt Nam và đã bước vào cái giai đoạn gọi là thống trị và đàn áp nhân dân ta, nhất là các phong trào nổi dậy. Thì bắt đầu kể từ đó và Vatican và Pháp bắt đầu có cái sự nứt rạn mà chúng tôi gọi là Vatican và Pháp là liên minh với nhau nhưng mà đồng sàng dị mộng. Cái vấn đề này chúng tôi đây, vấn đề này, đồng sàng dị mộng giữa Vatican và Pháp thì đã được chúng tôi nói rõ trong cái cuốn sách Thực chất của Giáo hội La Mã ở ngay cái phần đầu của cuốn 1. Tức là tôi cũng xin nói rõ là cái đề tài đó là chương dẫn nhập những sự kiện lịch sử và thực tế cần phải biết. Thì trong đó tôi chỉ nói đến cái điều kiện là cái điều thứ 11 và thứ 12 là cái tình trạng đó. Thì tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đã có cuốn sách này. Thì cái sự xích mích này nó bùng nổ vào năm 1890 và cái sự bùng nổ này được ông tiến sĩ Vũ Ngữ Chiêu nói rất rõ, và cũng tôi cũng ghi lại cái điều đó vào trong cái tiết mục gọi là Việt Nam Quang Phục Hội, mà trong cái chương 5 của cuốn sách Chân dung người Việt quốc gia. Chương 5 này có cái tên là Thực chất một số chính đảng quốc gia chống Pháp thời thời Pháp thuộc. Do đó thì chúng tôi đã nói rõ là như vậy rồi. Thì nó bùng nổ vào năm 1890 và nó bắt đầu xảy ra cái chuyện mà ông Ngô Đình Khá là người của Vatican định dụ ông Thành Thái đi theo Vatican chống lại Liên Hợp Pháp. Mục đích của ông Ngô Đình Khá với lại Vatican là dùng ông triều đình nhà Nguyễn với lại ông vua Thành Thái để đuổi người Pháp ra khỏi cái lãnh thổ, và nhà Nguyễn sẽ dưới quyền cai trị của Vatican để độc quyền cai trị Việt Nam và theo cái chế độ đạo Việt gia tu từ trên xuống dưới, giống như là Giáo hội La Mã đã làm ở Trung Nam Mỹ. Nhưng mà người Pháp nó cũng khôn lắm, nó nhìn thấy rõ vấn đề đó và nó truất luôn ông Thành Thái với lại nó đuổi ông Ngô Đình Khá ra khỏi chính quyền, có nghĩa là nó cho về vườn. Thì sau này thì nó dùng ông Nguyễn Hữu Bài thay thế vào đó.
Nhưng mà ông Nguyễn Hữu Bài lại cũng là một duộc với lại ông Ngô Đình Khá, thì nó cũng lờ đi nhưng mà chưa có hành động gì. Thì sau này đó, thì vào năm 1933, khi mà ông Bầu Đại đã đến cái tuổi trưởng thành trở về nước, được lên kế vị cái ngôi mà đã bỏ trống từ khi ông Khải Định chết vào năm 1925, thì bây giờ ông Bảo Đại muốn tổ ra là một người có thực quyền nên mời ông Ngô Đình Diệm về làm thượng thư bộ lại. Thì bây giờ cái sự bùng nổ nó mới bùng ra là người Pháp đã biết rằng ông Bảo Đại là người của bà Nam Phương Hoàng Hậu, cũng là của Giáo hội La Mã. Thành ra người Pháp nó có một cái người khác tên là ông Phạm Quỳnh, ông ấy rất là giỏi. Phải nói là nói đến ông Phạm Quỳnh thì ai cũng biết giỏi. Và ông Phạm Quỳnh là có người thầy đỡ đầu là ông giám đốc Ti Liêm Phóng là ông Mạc Ti và ông Toàn Quyền Pasquier. Trong khi đó thì ông Diệm là tay trong là bà Nam Phương Hoàng Hậu, nhưng mà thực tế là có ông khâm sứ của Tòa Thánh Vatican Căng tại Huế là ông Thibô thì đỡ đầu. Nhưng mà giữa quyền lực giữa hai người đó thì ông Pasquier cũng lớn quyền hơn, và cái ảnh hưởng của ông Mạc Ti là giám đốc Ti Liêm Phóng, tức là giống như là giám đốc CIA hay là Hồng Nhì hay là công an đó, thì nó mạnh lắm. Do đó ông Ngô Đình Diệm phải cho về vườn, vì cho về vườn không được sử dụng và người ta sử dụng ông Phạm Quỳnh, thì ông Diệm lại bất mãn và liên kết với những người khác để tìm cách vận động đuổi ông Pasquier về Pháp. Thành ra ông Pasquier mới trừng phạt, mới chốt hết tất cả những cái quyền lợi của ông Ngô Đình Diệm và cho ông Ngô Đình Diệm và chỉ định nơi cư trú của ông Ngô Đình Diệm ở Quảng Bình. Vấn đề này không phải là tôi nói riêng, mà đây là cái vấn đề mà được ông Phan Bá Kỳ nói rõ ở trong cái cuốn gọi là Ăn ốc nói mò. Và đồng thời nhà sử học tức là tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu cũng nói rõ là như vậy. Trong này có cái đoạn văn, để tôi nhờ ban biên tập đọc cái đoạn văn của ông Phan Bá Kỳ, rồi sau đó cũng có cái đoạn văn của ông Nguyên Vũ, tức là sử gia Vũ Ngự Chiêu cũng nói rõ như vậy. Điều đó là chứng tỏ là tôi nó có sách, mách có chứng chứ không phải là tôi bịa. Và đây là cái đoạn của ông Phan Bá Kỳ trong quyển Anh Ốc Nói Mò như sau: phía ra chuyện ông Diệm từ quan, nhưng không giải thích được việc từ quan này lại bị toàn quyền Pasquier trừng phạt, trước hết chức tước bị trục xuất ra khỏi Huế và chỉ định nơi cư trú cho ông ta tại Quảng Bình. Chuyện này bị ông Phan Bá Kỳ viết bài sửa sai, đăng nơi các trang 216 đến 222 trong cuốn Anh Ốc Nói Mò. Còn cái đoạn thứ hai là cái đoạn của tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu viết trong cái cuốn Ngô Đình Diệm là ai, đăng trên báo Chuyển Luân như sau: Pasquier, trước hết chức tước của bài Diệm và Pierre Nguyễn Đệ, bí thư riêng của Bảo Đại, một gia đình trung gian bản xứ Kitô nổi danh khác ở miền Bắc, án sát Nguyễn Liên, Diệm còn bị trục xuất khỏi Huế, chỉ định cư trú tại Quảng Bình. Đóng ngoặc. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi đã chứng minh rằng cái chuyện mà năm 1933 mà ông Diệm từ chối, không làm, không nhận lời mời của ông Bảo Đại để làm thủ tướng là ông Nguyễn Tiến Hưng đã nói sai, và chúng tôi thì nói là có sách máy có chứng, là vấn đề là sự tranh chấp giữa ông Diệm là người của Vatican và ông Phạm Quỳnh là người của ông Pasquier. Thì dĩ nhiên là ông Pasquier ông làm toàn quyền thì lớn hơn thì ông Phạm Quỳnh sẽ thắng, mà thực sự thì ông Phạm Quỳnh là người tài giỏi, ông ấy không có bằng lớn, nhưng mà không ai chối cãi được cái khả năng kiến thức của ông Phạm Quỳnh. Còn ông Diệm thì sách sử chỉ nói là ông ấy học hết có lớp 9 thôi, mà lớp 9 của cái thời Pháp dạy thì nó lại còn ngu dốt nhiều hơn, chứ không phải như lớp 9 ngày nay đâu. Lớp 9 ngày nay nó khá hơn nhiều lắm. Bây giờ tôi xin nói đến lần thứ hai. Lần thứ hai nó xảy ra vào năm 1945, là cái lúc đó là đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì Nhật đã đảo chính Pháp. Thì vào đêm mùng 10, nhưng mà nó kiếm ông Bảo Đại thì mãi đến 11 nó mới tìm gặp được ông Bảo Đại ở đang đi săn ở đâu ngoài Quảng Trị. Thì nó gặp được cái người đại sứ của Nhật, nó mới gặp ông, bảo nó bây giờ tôi đã lật được Pháp rồi, thì bây giờ ông về ông ngồi lại ngôi vua thì ông tuyên bố độc lập.
và ông đi kiếm người làm thủ tướng cho ông để người ta điều hành vấn đề quản lý nhân dân. Thì ông Bảo Đại mới nhờ cái ông đại sứ Nhật Tần đi kiếm ông Ngô Đình Diệm để mời ông Diệm về làm thủ tướng, nhưng mà người Nhật không biết tại sao nó lại không đi kiếm. Rồi ông đợi lâu, rồi ông Bảo Đại lại nhắc lại, thì ông đại sứ Nhật nó nói rằng không kiếm được ông Diệm, và nó đưa ông Trần Trọng Kim về làm thủ tướng. Thì dĩ nhiên là người Nhật nó không có thích ông Diệm, có lẽ có nhiều cái lý do, nhưng mà một trong lý do là tôi nghĩ rằng người Nhật đã có kinh nghiệm đối với những người tín đồ của giáo hội La Mã, là vì vào thế kỷ thứ 17 nó đã phải mất công nó chống lại cái đám tín đồ Kitô La Mã mà cấu kết với người Bồ Đào Nha đánh chiếm nước Nhật, và nó đã khổ công đánh cái trận đó rồi, nó rành lắm, do nó không có muốn dây dưa với lại Vatican, đó là lý do là như thế. Thì vấn đề đó đó được ông Hoàng Cơ Thụy ông ấy viết rõ ở trong cái cuốn Việt Sử Khảo Luận, trong cái đoạn đã nói về như thế này. Ông Diệm thì sau này là muốn nhờ ông Trần Trọng Kim cho giữ cái chức bộ nội vụ là cái bộ quan trọng, nhưng mà ông Trần Trọng Kim ông nói không được, là vì cái bộ đó đã có người rồi. Nói chỉ ông Trần Trọng Kim cho một cái bộ nào không quan trọng, nhưng mà ông Ngô Đình Diệm muốn dùng một cái bộ quan trọng thì ông Trần Trọng Kim từ chối. Cái vấn đề này được ông Hoàng Cơ Thụy viết rõ ở trong cái cuốn 4, là tôi nhờ ban biên tập đọc cái đoạn văn này. Sau vụ làm thủ tướng hụt cuối tháng 3 năm 1945, một phái đoàn 5 người của Ủy ban Kiến Quốc là Vũ Văn An, Vũ Đình Di, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Xuân Chữ, Lê Toàn sang Nhật tham dự hội nghị Đại Đông Á tại tỉnh Kudan hồi đầu tháng 5 1945. Cuối tháng ấy và 2 tháng 6 và 7 năm 1945, có tin đồn rằng Cường Đệ sắp được Nhật đưa về nước để giúp cháu là vua Bảo Đại và sẽ giữ chức vụ chủ tịch hội đồng tư vấn đang dự bị thành lập. Theo lời bác sĩ Hồ Tác Khanh kể với chúng tôi tháng 3 năm 1992, chúng tôi đây là ông Hoàng Cơ Thụy, thì hồi tháng 7 năm 1945, Vũ Văn An có vào Huế đề nghị với cụ Trần Trọng Kim để cho Ngô Đình Diệm tham gia nội các. Khi ấy còn khuyết mấy bộ trưởng và các bộ công chính, Lưu Văn Lan từ chối, Hoàng Xuân Hãn tạm kiêm nhiệm, và y tế như là Vũ Ngọc Anh vừa chết vì bom Mỹ hôm 23 tháng 7 năm 1945, nên cụ Kim đề nghị cho ông Diệm giữ một trong hai bộ đó, song Vũ Văn An đòi cho ông Diệm giữ bộ nội vụ để có thể bổ bán bọn đàn em làm tỉnh trưởng, vì bộ này đã có Trần Đình Nam nắm giữ nên cụ Kim không thể nhận lời. Đó là sách của Hoàng Cơ Thụy, Việt Sử Khảo Luận, cuốn thứ tư. Thưa quý vị, đó là lần thứ hai. Đến lần thứ ba thì có lẽ là xảy ra vào năm 1947. Thì vào lúc đó là sau khi tòa thánh, đại diện tòa thánh Vatican tại Huế có đề nghị rằng là Pháp nên dùng ông Bảo Đại thành lập chính quyền để chống lại ông Hồ Chí Minh. Chuyện này xảy ra vào ngày 28 tháng 12 năm 1945. Thế nhưng mà mãi đến khi mà cuối nhiệm kỳ của ông Đắc Giang Liêu vào tháng 3, thì ông Đắc Giang Liêu mới nhắn lại cái người kế nhiệm là tìm ông Bảo Đại để mời ông ấy lên làm thành lập chính quyền để chống lại chính quyền kháng chiến Việt Nam. Thì lúc bây giờ ông Bảo Đại đang lưu vong ở Hồng Kông, nghèo lắm. Thì mới nghe cái tin đó thì tất cả những cái người tay to mặt lớn ở miền Nam mà có cái máu muốn làm tay sai cho Tây đó, thì lục tục kéo đến Hồng Kông, trong đó có cả ông Ngô Đình Diệm. Ai cũng muốn làm cả, ai cũng muốn làm lớn, nhưng mà bây giờ ông Bảo Đại nghèo quá, thành ra ông ấy đặt điều kiện đầu tiên quá nặng. Thành ra ông Diệm bị loại khỏi cái vòng đậu xe. Và thì cái điều kiện đầu tiên này là được ông Bùi Nhung kể lại trong cái cuốn Thối Nát ở nơi trang 99-100 rất là rõ rệt. Quý vị có thể vào đọc cái trang 99-100 để biết cái điều kiện đầu tiên của ông Bảo Đại đòi vòi vĩnh như thế nào. Và lúc đó là ông Bảo Đại còn sau này là lúc về ông còn thông đồng với lại Bảy Viễn
để được ăn đâu 1-2% cái tiền lời về vấn đề thuốc nhập cảng, thuốc tiền lậu từ Lào về Sài Gòn để biến chế thành cái thuốc phiện chín nó cung cấp cho khách hàng ở Sài Gòn. Tức là ông Bảo Đại là bắt đầu kể từ đó là mở cái phong trào đòi hỏi cái điều kiện đầu tiên đó là trở nên ăn chơi phung phí là vậy. Đó là cái điều đó là ông Diệm bị loại ra khỏi cái vòng ngay danh từ mới gọi là cái vòng mới đến đậu xe. Tức là không có đủ điều kiện nó trở về sống ở Sài Gòn một cách nghèo nàn ở vùng Sài Gòn. Đó là lần thứ ba. Bây giờ lần thứ tư thì cũng xin nói rõ là như này. Lần thứ tư nó xảy ra là sau khi Mao Trạch Đông đã hoàn toàn chiếm được lục địa Trung Hoa vào năm 1949, tức là tháng 10. Thì Vatican mới thấy rằng thằng Pháp sớm muộn gì cũng phải cuốn gói ra đi, nếu không thể đương đầu được với lại cái thế lực của Việt Minh bây giờ được. Vatican làm được Trung Hoa biến cái miền các miền Nam Trung Hoa thành cái hậu cứ để mà luyện quân là một với lại tiếp viện vũ khí cho Việt Minh để bước sang giai đoạn tổng tấn công. Thì Vatican mới tìm cách làm thế nào mà tẩu toán hết tất cả những cái tài sản mà đã cướp được của Việt Nam, nhất là về ruộng đất, tức là bất động sản, thì mới ra lệnh cho ông Bảo Đại ban hành cái vụ số 10 để chuyển nhượng cái tất cả cái khối tài sản ruộng đất mà Vatican đã cướp đoạt được của Việt Nam từ năm 1862 cho đến lúc bây giờ cho những người tu sĩ Việt Nam đứng tên, để đề phòng rằng nếu mà Việt Minh thành công trong vấn đề trục xuất Liên Minh xâm lược Pháp ra khỏi Vatican thì họ sẽ tịch thu tài sản của những người ngoại quốc đứng tên. Thì bây giờ là các ông tu sĩ Việt Nam là người Việt Nam đứng tên thì có lý do còn giữ lại được. Đó là phần thứ nhất, kế hoạch 1. Kế hoạch 2 là cho ông Ngô Đình Thục dẫn ông Diệm sang Tòa Thánh Vatican để nhận chỉ thị, lời chỉ bảo của ông Giáo Hoàng Pius XII về cái cách cung cách ăn nói khi tiếp cận với các nhà chính khách Hoa Kỳ. Rồi ra lệnh cho ông Giám mục Ngô Đình Thục dẫn ông Diệm sang bên Hoa Kỳ, giao cho Hồng Y Spellman để ông này dẫn ông Diệm đi trình diện các nhà chính khách Hoa Kỳ để nhờ họ vận động với chính quyền Hoa Kỳ đưa ông Diệm về làm thủ tướng để làm tay sai cho cả Mỹ và Vatican. Vấn đề này chúng tôi đã nói rõ ở trong một cái chương sách, ở trong cái bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của Giáo hội La Mã, hình như nó là vào chương 60 hay là chương 50. Thế thì khi mà về rồi đó, thì nhưng mà lúc bây giờ là xảy ra vào năm 1950, mà ông Diệm đến Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1950, thì cái tình hình lúc bây giờ nó không thuận tiện cho Hoa Kỳ sử dụng ông Diệm, là vì Hoa Kỳ đang vướng mắc vào cái cuộc chiến Triều Tiên. Triều Tiên thì chỉ có mình Hoa Kỳ đương đầu và có những cái nước đóng góp quân đội thì chỉ là tượng trưng thôi. Thì cái cuộc chiến đó nó xảy ra vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, nó kéo dài cho đến tháng 7 năm 1953 thì nó mới kết thúc thôi, chứ chưa có cái thỏa hiệp nào để mà nói về cái vấn đề kết thúc chiến tranh, tức là hai bên tạm ngưng với nhau thôi. Thì đến năm 1953 thì bắt đầu Mỹ mới nghĩ đến cái vấn đề gọi là tìm cách thay thế Pháp ở Đông Dương. Thì tình trạng chiến tranh bây giờ Pháp quá xa lầy rồi, và cuối cùng vào tháng 7 năm 1954 thì Pháp bị đại bại trong cái trận Điện Biên Phủ vào buổi chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, đã kéo cờ trắng đầu hàng. Thì lúc bây giờ Hội nghị Geneva bắt đầu bàn thảo, Hội nghị Geneva 1954 đó, bàn thảo về cái cách thức kết thúc chiến tranh ở Đông Dương. Và Pháp thì bây giờ là nhận chịu hết rồi, và cái đảng gọi là MRP, tức là đảng Thiên Chúa Giáo do ông Bido làm đảng trưởng, thì thất cử vào ngày 17 tháng 6 năm 1954 để nhường cho đảng xã hội là ông Mandez Frank lên làm thủ tướng, và chính ông Mandez Frank thân hành đến
hội nghị Geneva tham dự cái hội nghị này, và ông ấy cương quyết rằng sẽ phải chấm dứt chiến tranh theo ý của ông ấy là vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Thì trong cái thời gian đó tôi không biết rằng giữa Vatican với lại Hoa Kỳ có vận động như thế nào để cuối cùng thì cái điều kiện mà chấm dứt chiến tranh tại hiệp định Geneva 1954 đó thì nó có hai cái điều kiện đáng kể nhất. Tức là thứ nhất, cái điều kiện đó là tạm thời chia đôi nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới để chia đôi hai miền. Thì theo đó thì miền Bắc và các quân đội cũng như là nhân viên chính quyền của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tạm thời rút lui về trú đóng ở phía Bắc vĩ tuyến 17, và quân đội Liên Hợp Bắc cũng như là ngụy quyền Bảo Đại cùng những là quân đội đánh thuê cho Liên Hiệp Pháp tạm thời rút quân về miền Nam vĩ tuyến 17 để trú đóng. Điều kiện kế tiếp là vào tháng năm 1900 vào năm 1955 đó, thì hai bên miền Bắc và miền Nam hiệp thương với nhau để bàn thảo về cái phương cách tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956. Đó là cái điều kiện, những cái điều khoản quy định trong cái hiệp định Geneva để chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Thì tôi không biết rằng Vatican với lại Mỹ có bàn tay nào ở trong cái những cái điều kiện đó không, nhưng mà ngay sau đó thì hiệp định Geneva sắp kết thúc thì ông ngoại trưởng Hoa Kỳ khuyến cáo Pháp và ông Bảo Đại phải bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm về cầm quyền ở Việt Nam làm tay sai cho cả Pháp và Vatican. Thì ông Diệm, ông Bảo Đại phải nghe lời vì bây giờ là áp lực của người Mỹ rất là lớn, cả với Pháp nữa, vì Pháp bây giờ thua rồi. Thì cuối cùng là 19 tháng 6 năm 1954, ông Bảo Đại bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng với toàn quyền dân sự và quân sự. Và ngày 24/5 ông Diệm từ Pháp đi máy bay về Việt Nam, và ngày 7 tháng 7 năm 1954 thì ông ấy công bố cái bản hội đồng nội các, tức là nội các của ông ấy để trình diện để cầm quyền. Thì ngay sau đó thì đáng lẽ ra là người Pháp với lại ông Bảo Đại tiếp tục phải thi hành cái bản những cái điều khoản đã được hội nghị Geneva 54 quy định, nhưng mà không biết thằng Pháp, ông Mỹ với lại Vatican làm áp lực thế nào không biết. Nhưng mà cuối cùng thì ông Diệm lật đổ ông Bảo Đại, và ông Diệm được lệnh không cương quyết không hiệp thương với miền Bắc, từ chối cái việc thảo luận phương cách tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước và Việt Nam vào tháng 7 năm 1956. Sự kiện này là do bàn tay của Mỹ và Pháp can thiệp vào, và để làm ông kẹ hù dọa cho miền Bắc là không thể lấy cớ đó để phát động chiến tranh, cho nên Mỹ cùng với lại các nước Anh là 1, Pháp là 2, Hà Lan là 3, Bỉ là 4 mới thành lập cái tổ chức gọi là Đông Phòng thủ Đông Nam Á, tiếng Anh á nó viết tắt là những cái chữ đó gọi là SITO, để làm cái dù che chở nếu mà miền Bắc mà phát động cuộc chiến để mà giải phóng miền Nam, lấy lý do là Mỹ và Vatican đã vi phạm cái điều này, thì làm cái dù như vậy, cho nên mới có cái hiệp ước SITO là như vậy. Vào chuyện này, cái hiệp ước SITO được thành lập vào năm tháng 9 năm 1954 để mục đích đó thôi. Nhưng mà miền Bắc đã khôn ngoan, đã cũng phát động cuộc chiến đó, nhưng mà bây giờ Trung Cộng đã trở mặt rồi, muốn cho đất nước Việt Nam cứ chia đôi vĩnh viễn, thì miền Nam yếu thì họ sẽ bắt nạt được, nhưng mà miền Bắc đã khôn ngoan. Ông Lê Duẩn đã thuyết phục được với lại ông Đặng Thủy Bình, với lại ông Mao Trạch Đông, với lại ông Chu Ân An là để cho miền Nam, Việt Nam phải phát động cuộc chiến thì ở cái cấp nhỏ thôi. Ý là Trung Hoa nó đòi là chỉ phát động chiến tranh nhỏ thôi, nếu mà làm chiến tranh lớn đó, tức là dùng cấp sư đoàn trở lên đó, thì sẽ bị Mỹ nó can thiệp rồi sẽ không đương đầu được. Nhưng mà bộ tham mưu
tức là Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cũng đủ khôn ngoan tỉnh táo, vừa đồng ý là sẽ phát động chiến tranh ở cấp nhỏ, nhưng mà về Việt Nam rồi á thì họ cứ dần dần họ tiến lên, và cái chủ trương của chính quyền Việt Nam là trường kỳ kháng chiến, lấy nông thôn bao vây thành thị, kéo dài cuộc chiến, bắt được thi hành những cái sách là địch vật, dân vật, quốc tế vận, để làm thế nào mà kéo dài chiến tranh cho người Mỹ mệt mỏi. Thứ hai nữa là bắt được càng nhiều tù binh của Mỹ thì càng tốt, để bắt họ làm con tin, và là rồi làm áp lực với lại dư luận của thân nhân của những người tù binh. Nhờ vậy mà chính quyền Việt Nam đã thành công trong cái vấn đề đó. Thì đó là cái chuyện mà nó xảy ra là ông Diệm trở về làm thủ tướng, làm tay sai cho Mỹ và Vatican, đã từ chối cái điều kiện tổng tuyển cử để cho miền Nam, với dã tâm của họ là Pháp và Mỹ, Vatican biến miền Nam vĩnh viễn tách rời khỏi Việt Nam, để đối với Mỹ là làm tiền đồn chống cộng, đối với Vatican cũng vậy. Nhưng mà đối với Vatican còn một cái mưu đồ thâm hiểm hơn là sẽ biến miền Nam thành một vương quốc Kitô để thi hành chính sách Kitô hóa bằng bạo lực của nhà nước, như lời ông Ngô Đình Thu đã tuyên bố rằng nếu mà anh em ông Ngô Đình Diệm cầm quyền trong vòng 10 năm thì toàn thể nhân dân miền Nam sẽ bị biến thành Kitô hóa hết bằng cái phương pháp gọi là bạo lực của nhà nước. Sự thực là như vậy, mà đó là cái mưu đồ của Vatican, và sau này Vatican chúng ta đã thấy là nó cũng làm như vậy ở Indonesia, nó tách rời cái Timor, Đông Timor ra khỏi Vatican cũng theo cái chính sách đó của nó. Đó là cái gian ý của Vatican và những người tín đồ Việt Nam có cái ý đồ là như vậy. Câu chuyện hôm nay chúng tôi nói đến đây cũng thế là đủ để quý vị thấy rõ rằng là những điều mà ông Nguyễn Tân Hưng nói là ông Diệm được ông Bảo Đại mời 3 lần ra làm thủ tướng đều từ chối, là cái điều ấy ông chỉ nói chồng thế thôi, chứ còn ông nói để có lợi cho ông Diệm, để tô vẽ cho ông Diệm, chứ sự thật nó không phải như vậy. Xin hẹn quý vị lần sau. Xin kính chào quý vị.